bên lắp ráp, bên tháo gỡ cáp treo vượt sông. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đặt văn phòng tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khai trương hoạt động hệ thống cáp treo vượt sông chày. Báo lao động dẫn phúc trình của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đoạn cáp treo này dài 400 mét, đưa du khách đi trên không để ngắm cảnh hang động và quan cảnh thiên nhiên của khu vực sông chày thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ở đây có một cái hang gọi là hang tối, thuộc khu vực hang động Phong Nha – Kẻ Bàng phúc trình này cũng nói rằng du khách có thể tự mình thực hiện các màn nhào lộn từ trên dây cáp xuống sông, còn có thể đu dây vào thăm hang tối. Công trình xây dựng hệ thống cáp treo đu dây vượt sông chày kể trên tốn đến 7 tỷ đồng, tương đương với 350.000 Mỹ Kim. Trước đó một ngày, cũng theo báo pháp luật Sài Gòn, chính quyền Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Bình Phước đã ra lệnh cho các đơn vị trực thuộc tháo dỡ cáp treo dùng để đưa người dân vượt sông Lấp thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Báo Pháp luật Sài Gòn dẫn nguồn tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Phước nói rằng, dây cáp treo nói trên hoạt động không phép từ 8 năm nay, đưa người dân vượt sông Lấp qua bên kia bờ để làm rẫy. Vẫn theo Báo Pháp luật Sài Gòn, vào mùa khô, người dân có thể qua lại dễ dàng trên lòng sông cạn nước mà không cần đu dây. Vào mùa mưa, người ta qua lại bằng chiếc bè, lồ ô hoặc những tấm ván được kéo bằng đoạn dây cáp buộc vào gốc cây lớn ở hai bên bờ sông. Người dân nói rằng đã phải trả mỗi người 10.000 đồng tương đương với 50 sen cho mỗi lần vượt sông như thế. Báo pháp luật cho biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam tỉnh Bình Phước được yêu cầu phải dùng các phương tiện khác để đưa người dân vượt sông sau khi dẹp những chiếc bè đu dây nói trên, nhưng không nói chính xác là thời gian nào.